thưa quý vị và các bạn sáng nay trên địa bàn huyện phù cử đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 tại km 27 cộng 100 quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, giữa xe mô tô biển kiểm soát 89 F6 0814 do so ông Vũ Hồng Minh, sinh năm 1949, có hộ khẩu thường trú tại thôn Tuyên Linh, xã Đình Cao điều khiển theo hướng thị trấn Trần Cao đi thành phố Hưng Yên với xe ô tô mang biển kiểm soát 89C 17625 do so Nguyễn Văn Hải, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tân, huyện Phú xuyên thành phố Hà Nội điều khiển đi cùng chiều trên xe ô tô có anh Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2001 hộ khẩu thường trú tại xã Chi thủy huyện Phú xuyên thành phố Hà Nội hậu quả làm ông Minh chết tại chỗ hai phương tiện bị hư hỏng hiện vụ việc được chuyển tới cơ quan điều tra thụ lý theo quy định